Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với buổi học live cùng với thầy mình. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến buổi học live của thầy mình ạ. Hôm nay thầy mình sẽ cùng ôn với tất cả các bạn học sinh lớp 11 về phần lý thuyết chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi học kỳ 1 hóa lớp 11. Như các bạn biết, chương trình hóa học lớp 11 là một trong số những chương trình cực kỳ khó, cực kỳ khoai. Và ngày hôm nay, thầy Minh sẽ chiến đấu và giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em vượt qua được cái phần hóa học lớp 11 vừa khó vừa khoai vậy. Được không ạ? Các bạn đồng ý không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này giúp thầy Minh và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào trong buổi học này ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần ạ. Thank you Vinamilk các em nhá. Các bạn ơi, các bạn nhớ chia sẻ lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào trong buổi học này nhá. Alo. Các bạn ơi. Các bạn đâu hết rồi? Các học sinh thân yêu của thầy Minh Mialin đâu rồi ạ? Các bạn cùng điểm danh mạnh mẽ với thầy Minh nào. Các em ơi, mình cùng chiến đấu vì màu cờ. Mình cùng điểm danh nào. Hello. Xin chào cả bạn và các em. Đấy, như các bạn đã biết ý, thì cái phần hóa hữu cơ lớp 11 là một trong số những cái phần mà cực kỳ quan trọng. Và nó sẽ xuất hiện ở trong rất rất nhiều các cái đề thi giữa học kỳ và cuối học kỳ. Thực ra là nó ở cuối học kỳ 1 của chúng ta. Thế thì việc mà chúng ta giải tốt những cái bài tập về hữu cơ ấy, nó sẽ giúp chúng ta tăng nhanh, tăng cao điểm số trong cái bài thi cuối học kỳ chúng ta. Chính vì vậy nên ngày hôm nay Thầy Minh sẽ trực tiếp chiến đấu và giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em chinh phục phần hóa hữu cơ lớp 11. Lý thuyết chắc chắn có nhá. Lý thuyết này chắc chắn có trong cái đề thi của chúng ta. Ok không ạ? Các bạn sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chấm cái rồi mình sẽ chiến đấu. Livestream này sẽ không được lưu lại. Và các bạn chỉ có một cái buổi tối ngày hôm nay để chiến đấu cùng với thầy Minh mà thôi. Rồi, sẵn sàng chưa? Các em ơi, sẵn sàng chưa ạ? Mình cùng chiến đấu ạ. Bắt đầu nhá các em nhá. Nào, các bạn cùng comment cho thầy xem là câu số 1 đáp án gì ạ? À quên mất, thầy chưa hỏi nhỉ. Ở trên lớp các em học đến bài nào rồi? Ở trên lớp ạ. Ở trên lớp các bạn học đến bài nào rồi? Các bạn có thể comment bài mà các bạn đã học ở trên lớp xuống dưới này cho thầy được không? Trên lớp các bạn đã và đang học đến bài nào rồi? Bài nào ạ? Trên lớp ý, trên lớp các em học đến bài nào rồi? Dễ mà, những cái bài này dễ lắm. Đúng không? Trên lớp các bạn học bài nào rồi? Ừ, thực ra thì cái phần mà hữu cơ này này nó khó cực ý. Và những cái bài về đại cương hữu cơ này ý, thì nếu mà chúng ta mà không cẩn thận ý, chúng ta rất dễ bị mất gốc hữu cơ. Mà hữu cơ ý, nó là một phần cực kỳ quan trọng của chúng ta. Hữu cơ là một phần cực kỳ quan trọng. Nó sẽ chiếm phần chính trong cái bài thi cuối học kỳ 1 này, bài thi cuối học kỳ 2 của lớp 11 và sang đầu năm lớp 12. Thì nó cũng là một trong số những cái phần chính xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia của các em. Đấy, thế nên cái việc mà chúng ta chiến đấu, chúng ta làm phần hữu cơ nó rất quan trọng. Mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay các em nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Nào, các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu ạ. Nào, câu số 1 ạ. Câu số 1 đáp án gì ạ? Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của điện từ thích hợp vào chỗ trống trong định nghĩa trên. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của gì ạ? Của gì đâu các em?
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của gì? Của anh nào? Trừ các oxide của carbon, muối carbonate, cyanide, carbon. Nào, hợp chất hữu cơ là hợp chất bắt buộc phải chứa nguyên tố gì? Carbon. Nên hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Câu số 2 ạ. Câu số 2. Xét phản ứng quang hợp. Xét phản ứng quang hợp. Chất nào trong phản ứng này thuộc loại hợp chất hữu cơ? Thì chúng ta phải nắm rõ định nghĩa. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Đúng không? Hợp chất hữu cơ nó là hợp chất của carbon. Vậy trừ tất cả những anh hợp chất vô cơ. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ tất cả các hợp chất vô cơ. Vậy này, ta có này. CO2 là vô cơ. Bỏ. H2O là vô cơ. Bỏ. O2 là vô cơ. Bỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. C6H12O6. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 3. Câu số 3. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các gì? Đấy, cụm từ thích hợp điền vào cho trống. Hóa học hữu cơ là hóa học, là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các gì? Nào, hóa học hữu cơ là hóa học chuyên nghiên cứu về các, về các gì các em? Dĩ nhiên là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ rồi, đúng không ạ? Vậy đáp án chính xác của chúng ta nha. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì ạ? A, hợp chất hữu cơ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, hợp chất hữu cơ. Rất dễ đúng không các em? Rất dễ, rất đơn giản. Câu số 4 ạ. Nhận xét nào dưới đây về đặc điểm của các hợp chất hữu cơ là không đúng? Nào các bạn cũng chọn cho thầy Minh ạ. Nhận xét nào dưới đây? Nào, nhận xét nào dưới đây về đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ là không đúng? Nhận xét nào dưới đây về đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ là không đúng? Các bạn cùng chọn cho thầy xem nào. Nhận xét nào? Nhận xét nào về các hợp chất hữu cơ là không đúng? Dễ lắm các em ạ. Dễ ợt luôn. Các bạn cùng chọn cho thầy Minh xem nào. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Các hợp chất hữu cơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy. Sai. Đúng không? Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy mới đúng. Liên kết hóa học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. Cái này đúng này. Các hợp chất hữu cơ thường không tan hoặc ít tan trong nước. Không tan hoặc ít tan trong nước, đúng. Tan trong dung hữu cơ, đúng. Các phản ứng hóa học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau, tạo ra một hỗn hợp sản phẩm. Cái này cũng đúng. Vậy không đúng của chúng ta đó là đáp án A. Đề bài hỏi chúng ta là thằng không đúng nha các em nha. Câu số 5 ạ. Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên tố nào sau đây? Hydrocarbon. Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên tố nào sau đây? Rất dễ nha các em nhá. Rồi, Tiên Dương các bạn đã comment đáp án ạ. Rất là tốt. Cảm ơn tất cả các bạn và các em ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Thì có thể chia sẻ lại bài học, buổi học này và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các bạn, các em rất rất nhiều lần ạ. Thank you các em nhiều. Nào, câu số 5 ạ. Hydrocarbon là loại hợp chất hữu cơ mà thành phần phân tử có các nguyên tố nào sau đây? Có các nguyên tố nào nhỉ? Là chất hữu cơ mà có hydrocarbon thì chắc chắn nó phải có hydro và phải có carbon. Đúng không? Vậy là nó phải có C và H. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Nó phải có C và H kèm nhá. Rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần. Thầy Minh đang chữa cho ông ta về cái phần là lý thuyết chắc chắn thi có trong đề thi học kỳ 1 môn hóa lớp 11.
Thế bây giờ mình sang cái câu số 6 ạ. Nhóm chức là cái gì đó gây ra những phản ứng đặc trưng của phản ứng phân tử hợp chất hữu cơ. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống này là gì? Thì nhóm chức nhá, nó có thể là những cái nguyên tử như Cl, nó có thể là những nhóm nguyên tử như OH, nó có thể là những nhóm nguyên tử như CHO. Đúng không ạ? Vậy nhóm chức nó có thể là nguyên tử hoặc là một nhóm các nguyên tử nhá. Nhóm chức nó có thể là một nguyên tử hoặc một nhóm các nguyên tử. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể nhanh chóng chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy Vinh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Thank you các em rất rất nhiều lần. Câu số 7 ạ. Ôi dồi ôi, câu này nó là trầm cảm đây. Trầm cảm của ối học sinh lớp 11 phổ hồng ngoại. Ôi dồi ôi, nó khó. Nó khoai. Đúng không ạ? Phổ hồng ngoại là một phương pháp vật lý rất quan trọng và phổ biến để nghiên cứu về cái gì? Thì phổ hồng ngoại là một phương pháp vật lý rất quan trọng và phổ biến để nghiên cứu về về thành phần nguyên tố, không phải thành phần phân tử hợp chất hữu cơ, chưa đúng lắm. Cấu tạo hợp chất hữu cơ, cấu trúc không gian là không đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, có trong phổ ngoại bữa thầy dạy chính xác. Thầy Minh dạy rất rất nhiều về phổ ngoại đúng không em? Thầy Minh dạy rất rất nhiều về phổ ngoại. Vậy bây giờ các bạn cùng comment cho thầy Minh xem câu số 7 của chúng ta đáp án gì? Câu số 7 của chúng ta đáp án gì? Nào, phổ ngoại đây, càng đét. Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Phổ vòng ngoại là phương pháp để nghiên cứu về gì các em? Phương pháp để nghiên cứu về gì ạ? Phương pháp nghiên cứu về gì ạ? Gì nhỉ? Cấu tạo hợp chất hữu cơ các em nhá. Được chưa? Cấu tạo hợp chất hữu cơ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo là câu số 8. Trong các hợp chất này, số hợp chất hữu cơ là... Thế chúng ta phải nhớ hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ các... Sorry ạ, hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Thầy cứ quen theo gọi tên cái cũ. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Đúng chưa? Trừ các hợp chất vô cơ của carbon. Vậy này, CH4 là hữu cơ, HCN là hữu cơ hay là vô cơ? Nào, HCN là hữu cơ hay là vô cơ? Hả các em? Nào, HCN là hữu cơ hay là vô cơ? HCN là hữu cơ hay là vô cơ? HCN là vô cơ, đúng không? CO2 là vô cơ, đúng không? CH2 nối đôi CH2 là hữu cơ. CH3, CHO là hữu cơ. Na2CO3 là vô cơ. CH3CONa là hữu cơ. H2NCH2COH là hữu cơ, còn Al4C3 là vô cơ. Được chưa? Vậy số hợp chất hữu cơ 1 2 3 4 5 5 cháu, đáp án đúng chúng ta là đáp án C, là đáp án C. Ok cơ chưa các em? Dễ không? Quá dễ. Thế mà đi thi á, đây bạn sai câu này. Nhá. Nào, câu số 9 nào. Phân tử hợp chất nào sau đây không chỉ chứa liên kết cộng hóa trị? Cái này IQ hơi cao tí. Nhá. Cái này IQ hơi cao tí xíu. Nào chúng ta cùng quan sát ạ. Cái này IQ hơi cao tí xíu. Phân tử chất nào sau đây không chỉ chứa liên kết cộng hóa trị? Thế thì chúng ta đã học rồi, là trong hợp chất hữu cơ thì đa số chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Vậy phân tử hợp chất nào sau đây không chỉ chứa liên kết cộng hóa trị? Thì các bạn lưu ý cho thầy nhá. Các bạn nhìn kỹ này. Anh này hữu cơ chạt nên là toàn là liên kết cộng hóa trị. Tất cả bọn này đều là
liên kết của hóa trị. Nhưng có anh này này, nó sẽ chứa liên kết ion, chủ yếu vẫn cộng hóa trị thôi, nhưng mà nó là ion của CH3CO trừ và Na cộng, nên nó là ion nhá, ion. Có cái liên kết giữa CH3CO trừ và Na cộng là liên kết ion. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Câu số 9, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 10 ạ. Trong các chất sau đây nào. Câu số 10 ạ. Trong các chất sau đây, chất nào dễ cháy nhất? Úi giời, câu này dễ ợt. Thế hỏi này, các em hay nướng mực bằng gì? Các em hay nướng mực bằng gì ạ? Bằng gì ạ? Chúng ta hay dùng gì để nướng mực? Úi giời, câu hỏi quá dễ, quá ngon lành. Cành đào. Trong các chất sau đây, chất nào dễ cháy nhất? CO2 thực ra nó còn được dùng để làm gì ạ? Bình chữa cháy cơ, bình cứu hỏa ấy nhá. N2 khí trơ. N2CO3 chẳng thể nào mà dễ cháy được, nó là muối. Vậy thằng dễ cháy nhất của chúng ta là cồn. Đúng không? Nướng mực bằng cồn. Cồn là gì? CH5OH. Quá dễ dàng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bò các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bò. Nào, câu số 11. Cho các hợp chất sau, số hợp chất thuộc loại hydrocarbon là. Cho các hợp chất sau, số các hợp chất thuộc loại hydrocarbon là. Hydrocarbon là trong phân tử nó chỉ chứa nguyên tố gì và nguyên tố gì các em nhỉ? Thầy vừa mới nói xong. Hydrocarbon là trong phân tử của nó chỉ chứa nguyên tố gì và nguyên tố gì? À, nó chỉ chứa nguyên tố carbon và nguyên tố hydro. Bây giờ mình đi chọn thôi. Cứ anh nào có carbon và hydro thì nó là hydrocarbon nhỉ? Hay cách khác, công thức tổng quát nó là CHI, đúng không ạ? Vậy này, CH4 là 1, N3 không phải, CH2 là 2, CCl4 không phải, CH4 là 3, C6H6 là 4. Chúng ta có 4 chất, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. D ạ. Câu 12. Biết rằng hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn. Biết rằng hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn. Hydrocarbon không no chứa liên kết bội. Và hydrocarbon thơm, carbon thơm chứa vòng benzen. Đề bài hỏi xét các chất sau, số chất nào sau đây không đúng. Thế đầu tiên đề bài yêu cầu là số hydrocarbon bằng 5, đếm xem đúng nha. 1, thằng này không phải hydrocarbon. Thằng này không phải, thằng này dẫn xuất rồi. Thằng này không phải. 2, 3, 4, 5, cái này đúng. Số dẫn xuất hydrocarbon bằng 3, 1, 2, 3, cái này cũng đúng. Số hydrocarbon no, no là không có chứa liên kết đôi và liên kết 3, 1, 2, 2 thằng no thôi, đúng. Không no bằng 3. Ô, đúng nốt này. 1, 2, à không, thằng này là thơm. Không no bằng 3 là sai. Mình chỉ có gì thôi ạ? Hai thằng không no thôi. Đây này. Đây là không no, đây không no. Còn thằng cuối cùng có chứa vòng benzen thì nó là hydrocarbon thơm. Được không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Nếu hiểu thì chấm cái để thầy Minh biết nhá. Ok, câu 12. Mình sang câu 13. Nhận định nào sau đây là không đúng ạ? Nhận định nào sau đây là không đúng ạ? Nhận định nào sau đây là không đúng? Ok. CH4 này, CH2 nối đôi CH2 này, CH nối 3 CH là những hydrocarbon. Đúng. Đúng không? CH3OH là những alcohol, cứ có nhóm OH đính vào carbon no, vậy là alcohol. Chính xác. Có nhóm COH là carboxylic acid, đúng. Aldehyde. Anh này là aldehyde này, có nhóm CHO, nhưng anh này là CO, nó là ketone. Nhá. Ketone. Vậy không đúng chúng ta là gì? Rất dễ. Đúng kìa. Nhưng mà nếu mà thi ấy mà chúng ta mà không tin, không được học thầy Minh là toang đấy. Câu 14 này.
Câu 14 này xuất hiện trong sách bài tập kết nối tri thức. Sulfuric acid đựng trong chai thủy tinh thường được bán trên thị trường có nồng độ là bao nhiêu? Sulfuric acid đựng trong chai thủy tinh thường được bán trên thị trường có nồng độ là bao nhiêu? Nồng độ là bao nhiêu các em nhỉ? Sẽ ẹc. Bao nhiêu? Comment luôn đi còn gì. Bao nhiêu ạ? 98%. Rất dễ. 15 ạ. Quá trình pha loãng dung dịch đậm đặc của acid nào sau đây tỏa ra nhiều nhiệt nên không được tự ý pha? Quá trình pha loãng dung dịch đậm đặc nào của acid nào sau đây? Quá trình pha loãng dung dịch đậm đặc của acid nào sau đây tỏa rất nhiều nhiệt nên không được tự ý pha loãng? Anh nào nhỉ? H2SO4. Đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 16. Ở thể lỏng, chất nào sau đây có dạng sánh như dầu do tồn tại liên kết hydrogen rất mạnh giữa các phân tử? Câu 16 ạ. Ở thể lỏng, chất nào sau đây có dạng sánh như dầu do tồn tại liên kết hydrogen rất mạnh giữa các phân tử? Ôi trời ơi, câu này dễ ẹt. Anh nào các em nhỉ? Anh nào? H2SO4 ấy còn gì nữa. Sánh như dầu do là giữa các phân tử tồn tại liên kết hydrogen rất mạnh. Câu 17 ạ. Bước sơ cứu đầu tiên cần làm ngay khi một người bị bỏng sulfuric acid. Ôi nhiều đứa bảo là bây giờ ta phải trung hòa acid thôi. Ta phải cho gì? NaOH vào. Ôi sự toang. NaOH nó cũng ăn mòn. Ghê lắm. Đừng dại dột nhá. Được chưa ạ? Thế thì đầu tiên mà mình phải làm, mà nếu mà mình mà đợi mà đưa đến cơ sở y tế gần nhất là xong rồi. Băng bó tạm thời thì còn xong nữa. Đúng không? Trung hòa cũng không đúng, bởi vì kiếm làm sao ra NaHCO3 được. Bước đầu tiên là mình phải pha loãng, làm loãng axit. Đó là rửa với nước lạnh nhiều lần, các bạn nhớ chưa? Nhắc lại cho thầy nào. Rửa với nước lạnh nhiều lần nhá. 17, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 17 ạ. Rửa với nước lạnh nhiều lần. Câu 18 ạ. Trong công nghiệp, hydrogen fluoride được điều chế từ quặng fluoride theo phản ứng. Vai trò của sulfuric acid trong phản ứng này là gì? Ủa, câu này rất hay. Câu này là phải dựa vào thuyết acid base của Brønsted nhá. Câu này phải dựa vào thuyết acid base của Brønsted. Ta có này. Ta nhìn thấy này. Acid là chất nhường proton mắt cộng, mình thấy H2O4 này. Nhường proton mắt cộng cho HF chưa? Cho F trừ chưa? Vậy ở đây vai trò của sulfuric acid của chúng ta đóng vai trò là acid, chứ nó không phải là chất đối xóa hay chất khử. Do số xóa không thay đổi, các bạn nhìn thấy chưa? Số oxy hóa không thay đổi nhá. Câu 19 ạ. Sulfuric acid đặc thể hiện tính chất nào khi lấy nước từ hợp chất carbohydrate và khiến chúng hóa đen? Thế thì các bạn lưu ý cho thầy này, sulfuric acid đặc ấy, nó ngoài cái tính oxy hóa mạnh, nó có một cái tính chất cực kỳ đặc trưng, đấy là tính háo nước. Háo nước của nó là nó đi hấp thụ tất cả những cái nước ở trong tất cả các cái hợp chất, được chưa? Nó háo nước mà, nó tham lam về nước, nó nhìn thấy nước nó cướp luôn. Vậy đấy, ví dụ như anh nào, ví dụ như đường ăn chúng ta C12 H22 O11 nhá, mà gặp H2SO4 đặc là nó lấy nước luôn để tạo thành carbon cộng H2O. Được chưa? Là ngay lập tức hóa đen luôn. Vậy đó chính là tính háo nước nhá. C ạ, đó chính là tính háo nước. Câu 20 ạ. Để phân biệt được dung dịch Na2S4 và NaCl thì bằng dung dịch nào sau đây? Các bạn lưu ý nha, phân biệt Na2SO4 và NaCl bằng dung dịch nào sau đây? Thì mình không thể phân biệt được bằng MgCl2 được. Mình không thể phân biệt bằng MgCl2 được đâu. Các bạn nhìn này, mình có ion gì đây? Ion SO42-. Và để phân biệt ion SO42- thì chúng ta sử dụng anh nào ạ? Các em. Để phân biệt ion SO42- ta dùng anh nào ạ? BACl2 đúng không?
bằng ion Ba2 cộng. Bản chất là Ba2 cộng đớp nhau với SO42 trừ để tạo thành BaSO4 kết tủa màu trắng. Đúng không? Kết tủa màu trắng. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Câu 21 ạ. Một anh muối X không tan trong nước và các dung môi hữu cơ. Không tan nhá, N24 tan. K24 tan, M24 tan. Muối, các bạn lưu ý ghi lại này. Muối SO42 trừ thì thường tan trừ BaSO4, CaSO4 và Ag2SO4 thì tụi này kết tủa màu trắng nhé. Tụi này kết tủa màu trắng. Lưu lại kỹ vào. Đi thi mình còn nhớ, đi thi mình còn nắm được. Ok không? Câu 22 ạ. Trong công nghiệp sản xuất sulfuric acid, hai nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ để cung cấp nguyên tố lưu huỳnh là nào? Hai nguồn nguyên liệu nào được khai thác từ mỏ để cung cấp nguyên tố lưu huỳnh? Anh nào ạ? S đúng không? Và FeS2, S sunfu và sắt iron pyrite. Câu 23 một câu tính toán rất hay mà thầy nghĩ rằng là chắc chắn các em sẽ gặp. Các bạn cùng tính lại xem nào. Cái này quên rồi đấy, nhiều bạn quên rồi đấy. Đây bài hỏi là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng nhá. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng thì thầy nhắc lại này. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng thì bằng biến thiên enthalpy của các chất sản phẩm trừ các chất phản ứng. Đúng không? Vậy này, biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng delta R H0298 của phản ứng thì nó chính bằng này, 2 lần delta F H0298 của gì? SO3 trừ đi 2 lần delta F H0298 của gì? Của SO2. Nào các bạn bấm cho thầy xem bằng bao nhiêu ạ? Nào các bạn bấm máy tính cho thầy bằng bao nhiêu? Của đơn chất thì bằng 0 nhá. Ví dụ như của O2 này bằng 0 này. Không ghi trong này. Bấm máy tính giúp thầy ạ. Các bạn ơi, các bạn bấm máy tính giúp thầy xem bằng bao nhiêu? Các bạn bấm máy tính giúp thầy và comment xuống dưới cho thầy mình xem bằng bao nhiêu nào. Bằng bao nhiêu nào các em? Bằng bao nhiêu ạ? -197.8 kJ đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. -197.8 kJ. Bây giờ chúng ta sang những câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Câu 24, một câu khá là cứng. Câu 24 đây, một câu khá là cứng. Cho lần lượt các chất sau, số phản ứng oxy hóa khử là đây là những chất này cho tác dụng H24. Mà bài đề này yêu cầu chúng ta là phải xác định được những cái chất nào số phản ứng oxy hóa khử. Thế thì điều kiện để xảy ra phản ứng oxy hóa khử đó là gì? Đó là có sự thay đổi về số oxy hóa. H24 này là một chất oxy hóa mạnh rồi. Vậy để nó là một phản ứng oxy hóa khử thì nó phải tác dụng với các chất khử. Đúng chưa? Vậy những chất khử là những chất mà còn tính khử. Những chất còn tính khử là những chất mà làm sao ạ? Số oxy hóa chưa phải là cao nhất. Chưa cao nhất. Vậy trong này mình có này, FeS là 1. F34 là 2. Fe2O3 sắt Fe dương 3 cao nhất rồi, bỏ. FeO là 3 dương 2 nhá. FeOH2 lần là 3. FeOH3 lần bỏ bởi vì số xóa cao nhất rồi. Mặc dù nó vẫn phản ứng H4 nhưng không phải phản ứng xóa khử. FeS4 là 2 là 5. Fe2S4 3 lần là số xóa cao nhất rồi. Vậy chúng ta có bao nhiêu ạ? Chúng ta có 5 anh. Nhá. Ok. 24 đáp án B, thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 24 đáp án B ạ. Câu 25, câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay ạ, các bạn cùng comment cho thầy Minh đáp án ạ. Số phát biểu đúng là sulfuric acid là chất lỏng sánh như dầu
không màu và không bay hơi. Sulfuric acid là chất lỏng sánh như dầu, không màu và không bay hơi. Đúng không? Sulfuric acid tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Chính xác tiếp. Khi pha loãng sulfuric acid đặc, ta cho nhanh nước vào acid, sai chưa? Phải cho gì ạ? Từ từ acid vào nước. Ok, rất tốt. Rất nhiều bạn đã không bị lừa câu này. Sulfuric acid đặc có tính háo nước, da thịt tiếp xúc với nó sẽ gây bỏng nặng. Chính xác. Vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Ở đây chúng ta có tổng cộng 3 phát biểu đúng kem nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok. Các em thấy không ạ? Hôm nay thì mình đã giúp chúng ta ôn và làm chắc chắn lại phần lý thuyết của phần đại cương hữu cơ và phần lý thuyết của bài H2S4. Đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn rằng các bạn và các em nhớ click vào nút chuông, đặt xem trước và theo dõi thầy mình để theo dõi các buổi live tiếp theo. Không quên tương tác với thầy mình thật nhiều để chúng ta còn có thể thấy like của thầy mình nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhiều lần.